Cách đây 45 năm, ngày 16 tháng 9 năm 1973, đồng bào chiến sĩ Quảng Trị đã được sống trong một sự kiện đặc biệt khi Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người anh hùng của đất nước Cuba, đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam vào vùng tuyến lửa Quảng Trị. Đối với mỗi người dân Quảng Trị, không chỉ những người vinh dự có mặt trong những ngày tháng lịch sử đó, mà cả những người của thế hệ hôm nay luôn giữ mãi trong tâm khảm hồi ức về một ngày lịch sử, ngày 16 tháng 9 năm 1973. Kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị 16 tháng 9 1973, 16 tháng 9 2018, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện chương trình giao lưu tọa đàm Hồi ức về một ngày lịch sử. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cuốn sách đèn Fidel Castro, Quảng Trị một ngày lịch sử năm 1973 của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô, người đã vinh dự được nhận nhiệm vụ ghi lại những cái hình ảnh về chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam của Chủ tịch Cuba vào năm 1973. Và trong lời tựa của cuốn sách quý giá này thì tác giả Sĩ Sô đã viết: "Những gì tôi đã chụp là những gì tôi đã thấy, và giờ đây nó trở thành những trang chữ của một ngày lịch sử đầy ấn tượng và rất sâu sắc." Vâng, thưa quý vị, đối với chúng tôi cũng vậy, từ những cái bức ảnh quý giá trong cuốn sách này, chúng tôi đã tìm gặp lại những người đã từng có mặt trong ảnh để sống lại những hồi ức của một ngày lịch sử cách đây 45 năm. Ông Lê Văn Hoan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Năm 1973, với vai trò là Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, ông Lê Văn Hoan dẫn đầu đoàn cán bộ nhân dân huyện Hải Lăng tham gia lễ meeting đón Chủ tịch Fidel tại cao điểm 241. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô, tác giả của cuốn sách ảnh Quảng Trị, một ngày lịch sử năm 1973, ghi lại những khoảnh khắc của Chủ tịch Fidel Castro khi tới thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Bà Dương Thị Tâm Chính, nguyên xã đội phó, xã đội xã Do Lễ, nay là thị trấn Do Linh, huyện Do Linh. Năm 1973, bà Tâm Chính là đại diện du kích Do Linh trực tiếp tặng quà cho Chủ tịch Cuba khi ông đến Dốc Miếu, nơi có hàng rào điện tử McNamara và bãi chiến trường vẫn còn nồng mùi thuốc súng. Anh Nguyễn Văn Hùng, con trai ông Nguyễn Công Đoàn, nguyên Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh vòng ngoài sự kiện đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Cam Lộ, là những khách mời của chương trình tọa đàm Hồi ức về một ngày lịch sử của chúng ta hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này thì các vị khách mời cũng đã có mặt trong trường quay của chúng ta để tham gia chương trình tọa đàm Hồi ức về một ngày lịch sử. Vâng, thưa ông Lê Văn Hoan và ông Sĩ Sô, ngay ở trang đầu tiên của cuốn sách ảnh này thì chúng ta đã nhìn thấy bức ảnh mà ông Lê Văn Hoan đã tặng hoa cho nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô. Và xin được hỏi ông Lê Văn Hoan, ông có thể chia sẻ một vài cái kỷ niệm xung quanh cái bức ảnh này không ạ? Tôi cũng vinh dự là được làm lãnh đạo trong cái thời kỳ chiến tranh này, và biết là nhà báo Sĩ Sô là một cái người phải nói rằng là chụp ảnh lăn lộn trong chiến tranh, và đồng thời là một người phải là tích lũy rất nhiều hình ảnh của tỉnh Quảng Trị. Và trong cái cuộc mà đón tiếp Fidel Castro ấy thì Sĩ Sô là cái người đi từ đầu chí cuối theo dõi và chụp ảnh. Vì vậy khi Sĩ Sô mà in được quyển sách này, tôi rất là mừng, vì cái đó là cái dấu ấn được để lại thành cho Quảng Trị. Vì vậy cho nên là tôi khi mà xuất bản quyển sách này thì tôi mang hoa tặng là nhà báo Sĩ Sô để tỏ tấm lòng của mình là tri ân đối với cái tác phẩm này. Rất vinh dự là quyển sách ra có bức ảnh đầu của anh Hoan. Anh Hoan là một nhà lãnh đạo của ba tỉnh Điện Biên nói chung, nên đến khi mà anh đi đón là anh còn trẻ lắm, anh nằm trong sách này, họ trống. Và khi anh đem hoa đến tặng tôi lúc đó là tôi cũng ướt nước mắt đó, và mừng quá. Sau đó chọn anh là tuyệt vời quá,
45 năm đã trôi qua, nhưng đối với mỗi người dân Quảng Trị khi nhớ lại cái ngày lịch sử ngày 16 tháng 9 năm 1973 thì bất cứ ai cũng nhớ đến những cái nơi mà Chủ tịch Fidel Castro đã từng đặt chân đến. Đó chính là khu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đó chính là căn cứ cao điểm 241 hay là tại Đông Hà. Tuy nhiên thì những cái hồi ức cảm xúc đối với những người mà đã từng được gặp Chủ tịch Fidel Castro là những điều mà chúng tôi rất mong muốn các vị khách mời sẽ chia sẻ nhiều hơn với khán giả truyền hình thông qua chương trình hôm nay. Và trước hết thì xin được hỏi ông Lê Văn Hoan, cảm xúc của ông lúc đấy như thế nào ạ? Khi nghe mà đón lãnh tụ Fidel thì như thế, tức là dân Quảng Trị đổ ra dọc hai bên đường từ cầu Hiền Lương vào căn cứ Dốc Miếu, hàng rào Mạc Đông Ra vào Đông Hà, rồi lên dự cuộc mật tin tại 241. Phải nói như thế, tức là người ta hào hứng phấn khởi rất lớn, phải nói như thế. Thì tôi cho rằng là cái hình ảnh đấy là chúng tôi xem như là vùng giải phóng Quảng Trị đại diện cho cả miền Nam Việt Nam mà đón Fidel. Vì vậy cho nên là chúng tôi hết sức là vui mừng, hết sức phấn khởi. Cái ấn tượng đó không bao giờ quên trong tâm khảm của tôi cũng như là nhân dân Quảng Trị. Hôm nay được trong cái buổi mà tổ chức kỷ niệm này mà tôi được nói đôi lời thế này thì phải nói như thế là hết sức là cảm động và hết sức là phấn khởi. Vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, còn đối với bà Dương Thị Tâm Chính thì sao ạ? Chắc chắn khi nhớ về cái ngày lịch sử ngày 16 tháng 9 năm 1973 thì những cái hồi ức cảm xúc trong bà cũng rất là đặc biệt. Bà có thể chia sẻ một vài điều không ạ? Hồi đó là quê hương mới giải phóng, tôi chưa tròn 17 tuổi, nhưng khi được đảng giao nhiệm vụ là đi đón ngài Fidel thì chúng tôi còn trẻ cho nên rất lo và sợ. Nhưng rồi khi mà căn cứ Dốc Miếu hai bên là đường để đi đón ngài là rất long trọng mà rất rầm rộ. Một nữ du kích mới ra khỏi vùng địch, mới được nhập vào vùng giải phóng, tôi thấy rất vinh dự và rất tự hào và rất kính trọng đối với ngài Fidel. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Dương Thị Tâm Chính. Vâng, thưa nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô, vào cái thời điểm đấy thì ông được nhận một cái vinh dự rất là đặc biệt với một cái nhiệm vụ đặc biệt, đó là ghi lại những cái hình ảnh về chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam của Chủ tịch Fidel. Thì không biết là cảm xúc lúc đó của ông như thế nào ạ? Nói chung một cái chuyến đi không biết là đi đâu. Vì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói là chú với tôi ở một phòng, ngoài hành lang là lái xe. Thấy lái xe đi thì tôi cầm mũ, chú cầm máy, có thể thôi. Đi đâu thì phải biết, đến đó là hay, còn không biết là đi đâu. Và cứ như vậy gần 10 ngày là từ Đông Hà lại ra đầy vua, ra vô. Cho nên bất ngờ lắm. Khi đúng một cái ngày cuối cùng ấy là xe dừng lại bờ Nam qua cầu Phao vào Nam. Thì tự nhiên người đầu tiên ra mở là Phạm Văn Đồng. Thì không ai là gì Phạm Văn Đồng, cho nên tôi mừng quá là có ai nữa. Thì là Fidel đứng, ông Phạm Văn Đồng giật tay Fidel ra. Điều đó làm tôi bất ngờ rằng tay máy của mình chắc không làm nổi sự việc này lớn quá. Mà quê hương thì giao cho mình rồi, có ai nữa đâu. Thì mình thôi thì cứ cố mà làm như sức mình đi. Và cũng may mắn, tất cả đều giữ lại bằng như tôi nói. Là những gì tôi đã thấy là tôi đã chụp, và những gì tôi không thấy tôi có viết ở trong này. Vâng, cái cuốn sách ảnh Một ngày lịch sử năm 1973 thì được xuất bản vào năm 2013, tức là 40 năm sau cái ngày lịch sử ngày 16 tháng 9 năm 1973. Vậy thì cái khoảng thời gian đó khá là dài. Vậy thì ông đã lưu giữ những cái tài liệu quý giá này như thế nào ạ? Tôi là một người sinh nhật bản ở trên chiến trường, cho nên có kinh nghiệm riêng của cá nhân là tôi dùng lá chuối khô để gọi phim. Lúc bấy giờ là phim là lấy giấy, lấy lá chuối khô, tôi lấy nước và thấm vào khăn rồi là trên cái bàn giấy đó tôi thẳng. Và như vậy là những phim quý nhất thì ở trong người, còn phim mà bình thường
thì nó nằm ở trong kho lưu trữ của riêng cá nhân đi. Và đi đâu thì mang theo chứ không phải bỏ ở đâu hết. Và cũng may mắn là 40 năm sau, tức là 2013, là tôi làm là tôi lấy 250 bức ảnh của tôi, lấy thành 50 khoảnh khắc tốt nhất để làm cuốn sách. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời về những cái hồi ức cũng như những cái tình cảm đẹp đẽ dành cho Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973 khi Chủ tịch Fidel đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Vâng, và cũng một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhà báo Nhật Bình Sĩ Chô vì đã lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đặc biệt này. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem những cái hình ảnh mà phóng viên chương trình đã thực hiện cách đây 2 ngày. Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh vòng ngoài trên tuyến đường chính, đoàn đi qua huyện Cam Lộ đến căn cứ 241, nơi diễn ra lễ meeting đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro 45 năm trước. Ông Nguyễn Công Đoàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ, vẫn nhớ rất rõ ngày ông nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Cụ bước chân sau đó có cả đoàn người, cả rừng người đi theo cụ để hoan hô cụ Fidel Castro muôn năm. Ô Chủ tịch Fidel Castro là muôn năm, rồi Việt Nam Cuba muôn năm. Trong cái tâm khảm của mọi người là đều là phấn chấn, hân hoan, rồi thương nhớ cũ, thương nhớ Fidel về rồi chứ thương nhớ dữ lắm. Cũng người ta nhắc luôn, và rồi từ đó, rồi từ cái tư tưởng cho đến hành động là đều có cái chuyển biến để mà làm thế nào để đánh đuổi cho máu để mà giải phóng hoàn toàn của miền Nam thống nhất Tổ quốc. Với ông Nguyễn Công Đoàn, tinh thần lạc quan, niềm tin vào cách mạng càng mạnh mẽ và hiện hữu trong đời sống của gia đình ông mỗi ngày. Động viên thôi thúc ông vững vàng nhiệm vụ và lan tỏa đến những người con của ông. Đây cũng là một phần lý do mà anh Nguyễn Văn Hùng, con trai út của ông Nguyễn Công Đoàn, luôn dành một tình cảm tâm huyết với quê hương và lịch sử dân tộc. May mắn trong công việc, anh đã có gần 20 năm gắn bó với Ban Quản lý Khu Di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ. Công việc giúp anh được trực tiếp chia sẻ với mọi người về những câu chuyện lịch sử, trong đó có sự kiện Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến quê hương anh. Ở đó có một phần tuổi trẻ sôi nổi của ba anh mà anh may mắn được tiếp nối trọn vẹn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng cái nhân vật vừa xuất hiện trong cái đoạn phim vừa rồi chính là bố của anh Nguyễn Văn Hùng, một trong những cái khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Hùng, chúng tôi được biết là trước đây anh từng phụ trách quản lý bảo tàng huyện Cam Lộ. Vậy thì khi được nghe những cái câu chuyện kể của ba nghìn, cũng như là khi trực tiếp giới thiệu các cái hình ảnh về Chủ tịch Fidel, thì anh có cảm nhận gì về giá trị của ngày lịch sử khi Chủ tịch Fidel đến thăm Quảng Trị của chúng ta? Bố tôi là người trực tiếp bảo vệ an toàn cho Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, và một cái sự sắp xếp khá ngẫu nhiên, bản thân tôi sau 22 năm kể từ ngày Fidel đến thăm Quảng Trị thì tôi được đảm nhận cái công tác là quản lý khu di tích chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thì nơi đó là nơi lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm về một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc. Đặc biệt ở đó là có ghi nhớ những bức ảnh về chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng Trị. Thì với trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ, trông coi, nghiên cứu và phát huy giá trị, những giá trị lịch sử của dân tộc, thì chúng tôi thông qua các cái bức ảnh, các cái tư liệu là giới thiệu đến tất cả các cái tầng lớp đến tham quan về giá trị lịch sử của chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro năm 1973. Thì thực ra cái chuyến thăm của đồng chí Fidel Cuba là được rất nhiều, đặc biệt là thông qua khách tham quan, là người ta thể hiện được cái tâm trạng, cái quan điểm là thán phục và mến kỷ niệm ông Fidel vô cùng, bởi không những đơn thuần là cái tình cảm hữu nghị keo sơn giữa một nước Cuba ở bên kia bán cầu với một Việt Nam nhỏ bé kiên cường
đã gồng mình trải qua cuộc chiến tranh giằng giặc, biết bao mất mát và hy sinh. Nhưng với tinh thần chiến đấu quật cường, chính vì tinh thần là quật khởi, khát vọng hòa bình, chính vì thế mà ông Fidel đã vượt qua cả những hiểm nguy để đến vùng đạn bom nguy hiểm để chia lửa với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân miền Nam, đã khơi dậy một cái phong trào cách mạng, đã cổ vũ tinh thần cách mạng của nhân dân miền Nam. Và thông qua đó thì cái chuyến thăm đó thì đã làm lên một cái làn sóng, dậy lên một cái phong trào không những ở trong nước mà trên toàn thế giới. Cái tất cả các cái nước yêu chuộng hòa bình là chia sẻ và đóng góp rất nhiều, ủng hộ rất nhiều đến cách mạng miền Nam, giúp cho cách mạng miền Nam của chúng ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hùng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm Hồi ức về một ngày lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, cái hình ảnh lãnh tụ của đất nước Cuba xuất hiện tại Quảng Trị, nơi mà diễn ra những cái trận chiến ác liệt nhất, nơi vừa được giải phóng chưa lâu khi mà đất đai còn khẹp mùi thuốc súng và ngổn ngang xác xe tăng đại bác của quân địch cách đây 45 năm. Thế cái hình ảnh đó lại mang một cái ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vậy thì ông Lê Văn Hoan, ông có thể chia sẻ thêm vài điều về cái vấn đề này không ạ? Trong cái thời kỳ đó là chúng ta là chiến tranh mới bắt đầu, là Hiệp định Paris ký kết. Nhưng mà Hiệp định Paris ký kết chứ còn phản lại Hiệp định thì chưa biết lúc nào. Bởi vì là cái địch còn lắm le và gây ra nhiều sự chuyển lắm. Mà trong lúc đó thì một vị lãnh tụ của một nước ở châu Mỹ mà sang thăm vùng giải phóng Quảng Trị, phải nói như thế tức là một cái niềm vinh hạnh rất lớn, một cái động viên rất lớn cho quân nhân Quảng Trị và quân dân cả nước để tiếp tục cái cuộc chiến đấu của mình để mà giành cái thắng lợi quyết định. Vâng, vậy thưa ông Lê Văn Hoan, ông có nhớ những cái câu nói nào mà Chủ tịch Fidel đã nói lúc đó không ạ? Bây giờ cả cái bài diễn văn thì bây giờ tôi ra đi lắm cũng không nhớ được, nhưng mà cái câu nói mà của Fidel mà đối với Việt Nam mà ông nói như thế, tức là đối với Việt Nam Cuba hy sinh cả máu, và cái thời kỳ đó như thế tức là Cuba thì xa và cục nghèo, nhưng mà như thế tức là viện trợ chúng tôi thường là chiến trường là ăn đường Cuba này, y tế của Cuba tiếp tế này. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa bà Dương Thị Tâm Chính, là một nữ du kích được gặp trực tiếp Chủ tịch Fidel, và chúng tôi cũng biết là bà đã gửi tặng cho Chủ tịch Fidel một cái món quà. Vậy thì trong chương trình hôm nay bà có thể chia sẻ là cái kỷ niệm này không ạ? Khi mà tặng chiếc mũ tai bèo cho ngài thì chúng tôi có nói là kính thưa ngài, ngài qua thăm đất nước chúng tôi giữa lúc còn chiến tranh, chúng tôi không có gì hơn kính tặng ngài chiếc mũ tai bèo để về làm kỷ niệm. Thì lúc đó tôi thấy ông thông dịch viên dịch lại và ngài nở một nụ cười rất tươi mà rất hiền hậu. Thấy ngài nói giống như là như người như bác Hồ còn sống lại. Cái lúc đó ngài cười và ôm tôi vào lòng và hôn lên trên đầu tôi. Thì khi xong là các đồng chí ở trong huyện đồi Gio Linh và các đồng chí du kích của tất cả huyện Gio Linh là đều tập trung về đó, và ngài vẫy tay và chào rất là đôn hậu. Tôi nhớ mãi hình ảnh của ngài cao to, lúc đó râu ngài dài, và nhìn qua thì thấy một người giống như là một người nước ngoài. Mình cảm thấy là khác với người Việt Nam, nhưng mà khi qua cái cười của ngài thì tôi thấy ngài rất chi là gần gũi mà rất đáng kính trọng. Cứ nghĩ mình một đất nước nghèo nàn, với khi đó là lên trên cái dốc miếu, lên tận cái đỉnh đôi mà của máy bay đi thay hay đổ xuống đó là cao lắm, nhìn xuống dưới là ngài cứ vẫy tay mãi, vẫy tay cho đến khi ngài về hết con đường.
Vâng, đã 45 năm nhưng mà những cái hình ảnh về Chủ tịch Fidel thì được bà Dương Thị Tâm chỉ nhớ rất là rõ. Vâng, còn đối với anh Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ? Anh có thể chia sẻ một vài câu chuyện về cái tình cảm của người dân Quảng Trị đối với Chủ tịch Cuba Fidel Castro không ạ? Lúc Fidel Castro đến Quảng Trị thì lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi á, thì thông qua bố tôi thì tôi cũng nghe được gọi là loạn thoáng, và cái cảm nhận lúc đó thì cũng còn nhỏ, nhưng mà biết rằng là sẽ có một cái ông Cuba của một cái đất nước Cuba xa xôi sẽ đến vùng giải phóng Quảng Trị. Và tôi cũng chỉ có một cái cảm nhận rằng là ở cái vùng, tại cái thời điểm đó là cái vùng đó là dân cư nó cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài hộ gia đình thôi, một cái vùng mà hồi xưa là gần như là rất là yên ả, bởi vì khi đó là vùng từ Đông Hà mà lên căn cứ 241 đã giải phóng. Nhưng cái hôm mà Chủ tịch Fidel đến 241 á, là tuyến đường đó, thì tôi thấy là tôi có cảm giác là giống như một cái đoàn quân ra trận, nó hào hùng, nó khí thế lắm. Vì tôi mặc dù là tôi còn nhỏ, tôi 6-7 tuổi thôi, nhưng tôi không nhìn thấy trực tiếp, nhưng tôi cảm nhận qua cái âm thanh, qua cái hào khí, có nghĩa là những đoàn xe hộ tống đưa Chủ tịch Fidel đến cứ điểm 241. Và mặc dù là cũng qua những câu chuyện, thì sau này thì qua cả cái bức ảnh tránh tư liệu, đặc biệt qua những cái người khách mà đến tham quan ở di tích, thì tôi thấy rằng là người ta vô cùng kính phục và gọi là ngạ mụ nghiêng mình để kính phục một vị lãnh tụ, một cái đất nước xa xôi là không ngại khó khăn gian khổ, kể cả tình mạng của mình. Giống khi này là bác Hoan có nói là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hùng. Cao điểm 241, Dốc Miếu, khu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở huyện Cam Lộ, những nơi mà Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến năm 1973, giờ đây đã trở thành những di tích lịch sử quan trọng của quê hương đất nước. Dấu vết chiến tranh được khỏa lấp và khó khăn lam lũ được đẩy lùi nơi vùng một thời là chiến địa khốc liệt. Những căn cứ lịch sử năm xưa nay là các vùng chuyên canh cây công nghiệp cao su, hồ tiêu, cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước. Cuộc sống của người dân đã và đang từng ngày đổi thay và phát triển. Tại thành phố Đông Hà, sau khi được sự đồng ý của Ban Bí thư, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực để xây dựng công viên Fidel Castro. Đây sẽ là điểm nhấn không gian đô thị cho thành phố Đông Hà, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Đặc biệt, công trình thể hiện tình cảm đặc biệt của người dân Quảng Trị dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro, và cũng là công trình thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Trong cái quá trình triển khai thi công á, thì chúng tôi được sự ủng hộ chính quyền địa phương các cấp và nhân dân, nó phải nói rất ủng hộ rất là cao. Ở đây thì phải nói là thành phố Đông Hà là ngày một xây dựng và tiến tới để trở thành cái đô thị loại 2. Và đây là một trong những cái điểm nhấn để cho tỉnh Quảng Trị ở Đông Hà là xây dựng một cái công viên này, là vừa là tạo cái cảnh quan đẹp của đô thị mà vừa là thể hiện cái tình đoàn kết giữa Việt Nam với Cuba. Từ đây thì cũng có là một từ công viên thì cũng lại cho các bạn phân đơn viên trẻ nơi sinh hoạt ôn lại các giá trị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba, qua đó cũng phát huy tinh thần xung kích sáng tạo phát triển quê hương đất nước. Vâng, thưa quý vị, những cái hình ảnh thật yên bình cũng như những cái địa danh khác, những nơi mà 45 năm trước đã lưu dấu lại một ngày lịch sử khi Chủ tịch Fidel Castro đã dừng chân khi đến với vùng đất lửa Quảng Trị, thì nay đã hồi sinh và phủ đầy nhờ sóng hòa bình. Và ngay ở giữa thành phố Đông Hà thì một công viên đã được xây dựng để tưởng nhớ đến Chủ tịch Cuba Fidel Castro, và cũng để về cái tình đồng chí trong sáng giữa hai đất nước Việt Nam và Cuba. Đây được xem là một việc làm có ý nghĩa, hợp ý đảng và lòng dân. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi rất muốn được nghe những cái chia sẻ của các vị khách mời khi mà công viên Fidel Castro được xây dựng tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chúng ta. Xin được mời ông Lê Văn Hoan ạ. Ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Quảng Trị, mà được nhà nước mình
cho là một công viên mà lấy tên là công viên Fidel. Như thế chúng tôi thấy rằng là để làm một cái gì đó, để làm một cái gì đó cho con cháu sau này nữa. Cho nên tôi thấy rằng là làm được cái công viên này là tôi hết sức là phấn khởi. Hết sức phấn khởi, phải nói như thế. Và để cái dấu ấn nó còn lâu dài cho nên cả cái thế hệ về sau nữa. Cho nên tôi thấy là Quảng Trị chúng ta mà làm được công viên như thế thì phải nói như thế là hết sức tốt. Mà trung ương cho như vậy á, là chúng tôi thấy là quý giá lắm rồi. À, vâng, về còn đối với nhà báo nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Sĩ Sô thì ông có suy nghĩ như thế nào về việc công viên Fidel được xây dựng tại thành phố Đông Hà? Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái tuyệt vời, đó là dấu ấn của Fidel đang để lại trên mảnh đất Quảng Trị, chính xác, không thể nào bỏ được. Cho nên là cuốn sách của tôi cũng là một cái điểm tựa cho cái mảnh đất đó nó đẹp thế, nó tuyệt vời thế. Xin được cảm ơn nhà báo nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Sĩ Sô. Còn đối với bà Dương Thị Tâm Chính thì sao ạ? Bà có suy nghĩ gì ạ? Và hiện tại là ở Quảng Trị mình đã xây một cái công viên của ngài Fidel, lấy tên của ngài Fidel, thì chúng tôi là những người đã từng được gặp ngài Fidel, chúng tôi rất cảm động và rất vui mừng, rất sung sướng. Mỗi khi mà nếu mà suy nghĩ và nghĩ tới ngài thì chúng tôi có sẽ về tại công viên và sẽ nhìn được ngài với bao niềm cảm xúc của cách đây 40 mấy năm về lại. Quảng Trị mình làm được như rửa là tôi thấy cũng như bác sĩ Sô và bác Khoan về anh đây là rất tự hào với dân Quảng Trị mình đã làm được một điều như vậy. Vâng, xin được cảm ơn bà Dương Thị Tâm Chính. Còn anh Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ? Anh có suy nghĩ gì ạ? Để có được cái hạnh phúc khúc khải hoàn của ngày chiến thắng thì phải nói rằng là ngoài cái nỗ lực, nội lực của người dân Việt Nam thì có sự đóng góp rất lớn của anh em bè bạn Nam Châu, trong đó đặc biệt là nhân dân Cuba, mà người mà chúng ta đến nhắc đây là Chủ tịch Fidel Castro. Thì ở đây việc xây dựng công viên là để thể hiện được là mong mỏi để chiến thắng, để hòa bình, để cho cuộc sống mọi người dân được hưởng thụ nó sung sướng hơn, nó thoải mái hơn, nó tuyệt vời hơn. Thì chúng ta cũng thông qua đó để gửi một cái thông điệp đến mọi thế hệ là làm gì thì làm, chúng ta cũng phải nhớ đến những người đã và quan tâm đến cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Hùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái kỷ niệm, những cái tình cảm trong cái ngày lịch sử 16 tháng 9 cách đây đã 45 năm rồi, nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong dòng ký ức của những người đã từng được chứng kiến, đã từng được gặp chủ tịch Fidel Castro, và nó sẽ tiếp tục được trải mãi trong các thế hệ người Quảng Trị hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.